ông cái đồ gì ông ơi, anh chơi cả hay rồi, anh cũng nhận đi chơi rồi. Đâu nhở? Ở đâu ấy, nó làm ở đâu ấy em? Nó bắn chỗ nào ấy? Chỗ xe máy kia đấy á? Tóc ngay rồi. Nhà ngay gần đây là... Nhưng mà bắn lúc bấy giờ đấy? Bắn lâu rồi. Mẹ đang gần 30 phút rồi. Gần ngay công an phường mà nó bắn. 30 phút rồi. Không biết người chết ở đâu. Đi rồi Khả. Người nghe đây cô. Bắn nhau à, Hòa ơi. Nhưng mà sao bảo thế? Không phải gọi tao à? Thế bảo nợ hả? Lợ hả? Lợ nhiều quá. Mày gọi tao lúc đấy à? Nhưng mà lợ nó bắn làm gì nhở? Lợ bắn chết thì có giả lợ đấy kêu mà nó bắn chắc đúng rồi, chắc là tiền lợ, chắc là tình ái gì thôi chứ bây giờ thời buổi này ai lợ tiền mà nó giết nữa làm. Tôi về đi nghe tí kiểm tra này. Trẻ măng, đứa đấy trẻ măng mà, nhìn trên ảnh trẻ măng mà, làm gì 86, 87 chắc 90, 92 gì thôi. 87 thì ba mấy con gái, con trai cháu? Một trai một gái ạ. Tiếp tục. Anh không biết nhưng mà đòi lợ hay là gì ấy. Ê, bảo ạ. Đạt Vũ ơi, anh chẳng biết hoa cải hay gì đâu. Anh như đây, mẹ khổ quá. Công an đầy đây, 13 kìa, đang ở trong kia. Động vãi à. Vụ bắn nhau em ơi. Một nam một nữ. Một nam một nữ bị bắn cả hai. Thấy bảo là nữ bị bắn vào đầu em ạ. Chết, thấy bảo là đi hết cả hai rồi. Chết hết cả hai rồi. À chị ơi, nằm im hết cả hai trong kia rồi. À, con trai đưa mình về rồi. Con thấy bảo là con gái thì vẫn nằm im đây, con trai thì đi bệnh viện rồi. Càng cỏ quá. Bắn nhau Tuyên ạ. Linh Hoa. Chết, Linh Hoa ấy, có hình như là nữ là chết rồi. Đây được gọi là... Ôi dồi, em nhà gần đây em vừa mới ra đi ăn về anh ơi. Về bán máy đi, hỏng quá cơ. Ở gần tỉnh ủy anh Trọng ơi. Đồng vãi ra này. Đúng rồi chị Hoa, con gái thì khả năng là tèo rồi bởi vì là vẫn nằm ở đây, còn con trai thì được đưa đi bệnh viện rồi. Vẫn nằm ở đây. Cái đứa kia vẫn nằm kia đây. Nằm đây thì chắc là tèo rồi. Bắn cái công an phường cô. Anh với con sao? Thế bảo được con gái tèo rồi. Tèo rồi. Con trai đưa đi bệnh viện rồi. Vãi. Nó bắn ngay công an phường kinh rồi. Bắn công an phường. Gần đây đây chị ở. Đâu bắn ở gần công an phường. Công an phường ở đây. Nhưng mà lại người đây phải không? Người đâu? Em có biết đâu, khổ quá, nhưng mà thấy bảo là trốn lợ vừa mới về. Bị bắt được nhưng mà chắc gì đã phải bây giờ trốn lợ tiền thì làm gì còn
ai đi bắn thế, bắn thế có lấy được tiền đâu mà cho người ta làm ăn thì mới lấy tiền như. Đây là chắc là ghen tuông thôi. Ghen tuông người yêu đương thì. Bắn đấy là cả hai vợ chồng ạ. À? Không biết là hai vợ chồng hay yêu nhau. Có trường đó là sao? Có. Nhưng mà thách thức thì nó chỉ đánh thôi, làm gì mà nó bắn. Bắn đâu, nếu lỡ không bao giờ bắn đâu. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng nếu mà đây. Ở gần tỉnh ủy anh Trinh ơi. Về. Không ai đeo khẩu trang nhỉ. Đồng lắm. Một trăm người xem rồi. Comment kiểu gì nhỉ? Ta bắt được người bán rồi á? Nhanh nhé. Làm gì mà nhanh ấy nhở? Nhưng mà đứa con gái vẫn ở kia. Vẫn nằm ở kia. Đưa viện nhé. Đưa viện thì chắc thì nó chết rồi. Úi rồi bắn vào đầu ấy. Anh cũng chết, anh của em. Bắn như gì với chuẩn không chết anh. Bắn vào đầu cũng máu thế. Thế thì khéo tèo mẹ cả hai rồi. Mai mất 12 củ, mẹ ta làm gì mà mất 12 củ thằng Ninh nhơ. Gì đấy? Công Duyên. Đây làm gì? Ôi, đéo ra đâu. Không ra đâu. Xin trời, mua đâu cô. Tôi đang làm việc đây. Có ai? Đi vào trong kia nó có đuổi ra không kìa? Úi rồi, nhốt anh luôn. Nhốt luôn á? Đang niêm phong đấy. Đi về đến gần cái kia kìa. Nhốt anh luôn. Dạ. Có đéo đi sang à? Đấy, có người vào đây, lùi ra đây. Đấy, lùi ra đây. Có xanh ở đây. Nhưng mà chắc là đứng ở ngoài cái vạch rào cản kia được chứ? Được. À không được đâu anh, con này đấy nó đuổi anh ngay. Thế thì mẹ thì bên kia đầy đây. Đứng đấy được, nhưng mà vào kia không được. Thì sao mẹ bên kia đứng đéo gì? Ui, kẻ tí rơi xuống cống. Nó không cho vào anh em ạ. Vào nó thu mẹ mất điện thoại ấy. Để cho vào cho đứng ở ngoài hóng hớt rồi. Nó không cho vào. Biết bên nhà nào đâu không em ơi? Em chưa biết. Chưa người biết đây, người đâu ấy? Bên em ngoài thành phố. Cái bầu đã bảo hai đứa kia mà. Không biết. Biển số xe đã bao nhiêu ấy? Mai anh lô. Thật. Chúng mày nhìn thấy biển số xe không? Không. Em vẫn đang đi hỏng hết đấy. Bắn nó nổ to lắm à? Bắn mới bảo bắn 5 viên. 5 viên đó. Lại. Chả biết lại đâu nhiều mắt ấy. Like ở trên trang cá nhân như là nhiều. Cái đứa gái này vụ bắn nhau. Thấy bảo là mà bắn cách đây khoảng 3 phút rồi bắn 5 viên. Bắn 5 viên vào mà thấy bảo nữ là bị bắn vào đầu. Nam ấy, nữ bị bắn vào đầu 4 viên theo thông tấn xã vỉa hè đây báo về. Còn nam bị 1 viên à? Nam bị 1 viên vào ngực. Khả năng là nam sống anh em ạ. Khả năng là nam mà sống.
Nhưng mà quả tay súng này cứ thôi đấy, bắn 5 viên trúng cả năm. Nói chung mà theo mình Cường Conan thì mình nhận định là hung thủ là một tay rất chuyên nghiệp. Bắn 5 viên thì trúng cả năm mà em ơi. Bắn 5 viên thì trúng cả năm. 4 phát vào đầu. Và một phát nữ thì dính 4 phát, còn vào vị trí nào thì mình không biết. Súng thì súng gì anh? TZ-75. Sao lại có cả tên súng nữa? Thật á, sao anh lấy thông tin đâu anh? Anh đứng đây thôi, đứng gần một anh thôi, cứ anh quay như đấy nhìn đi á. Súng hung khí thì không biết là súng gì, nhưng mà thấy mấy anh em ở đây báo về là bắn 5 phát nữ dính 4, nam dính 1. Nói chung là vụ này trọng án đấy. Bắn sử dụng vũ khí quân dụng mà bắn như này là kinh ấy. Nói chung là mẹ theo máu trinh thám của mình phán đoán thì tay này là tay chuyên nghiệp đấy. Xảy ra cách công an phường Túc Duyên có mấy trăm mét thôi mà. Khoảng độ tầm 200 mét đường chim bay. Đây là công an phường kia kìa. Cái vụ ở đây là ở bên trong này một tí, cách đây khoảng độ tầm 10 mét. Nói chung là căng. Ôi 1.200 lượt xem rồi này. 1.200 mắt rồi, cứ như là kiểu dính 4 phát chắc hẹo rồi. Con gái, đứa con gái thì thấy bảo là khả năng là hy sinh rồi. Nhưng mà người thì bảo là do mâu thuẫn tình cảm, người thì bảo là do là nợ mới về bị bắt được nên là bị bắn. Cường Tuấn Hoàn, nam chết rồi à Cường ơi. Đông lắm, bây giờ mọi người đổ về đây xem đông lắm này. Vụ này có vẻ căng. Chắc là mai lên báo đấy anh em ạ. Mai chắc là lên báo Dân Trí hoặc là báo Dinh các thứ đấy. Mẹ hỏi ai bắn thì bố tao cũng không biết, thằng hỏi làm gì cơ. Mẹ tao mà biết ai bắn thì mẹ tao về tao làm công an từ lâu rồi. Mẹ tao biết ai bắn thì tao lĩnh thưởng lâu. Không biết ai bắn thì mai chắc đặc cách bổ sung quân hàm thiếu úy đại úy luôn, như cần gì phải ngồi live stream mới đi bán điện thoại. Mấy ông tầm sinh năm bao nhiêu anh? Tầm 92 đến tầm 92 đấy, 90 trở lên đấy, 92 đến 93. Thấy đứa con gái xinh lắm. Trong viện báo về chết hết rồi. Ui thế thì càng quá nhở. Bao nhiêu? Nam sinh năm 83 đúng không? Nữ chắc phải 9x đúng không? Nam 83. Nam khoảng nữ 83. Nhìn trẻ thế mà 83 á. Căng á mà, đông á mà. Đấy. Đổ lượm lượp về đây xem mà. Khổ quá, Việt Nam thì thấy bắn nhau thì chạy đi, đây bắn nhau thì cứ đổ về xem như chảy hội vậy. Mình thì hy sinh xả nghĩa diệt thân thôi, quay cho anh em nắm bắt tình hình thôi chứ mình chẳng xem đâu. Ở Thái Nguyên nha anh em nhá. Đây đang chắc là đang cái nhà kia thì chắc là đang nhà này là nhà Phở Mộc, và chắc là đang công an đang làm việc, bởi vì là gần với hiện trường nhất thì chắc là lấy nhân chứng với cả trích xuất camera các kiểu. Đấy, máu trinh thám mình phán đoán đấy thôi nhá, đúng thôi nhá. Sao anh live stream ít mắt này của em những 2000 mốt này? Đâu mình vừa phát xong. Tí về nhớ cách ly nhé. Thái Nguyên có dịch đâu mà cách ly em ơi. Thái Nguyên phải có dịch cơ, phải có người có dịch cơ. Nói chung là Thái Nguyên vẫn đang trong diện thành phố an toàn nên là yên tâm. Đây này, ở kia đang kia ở kia đang
đang khả năng là lấy lời khai mới cả nhân chứng các thứ. Căng cò, người nguy hiểm quá. Nói chung là mấy anh em nếu mà yêu đương ấy thì nói chung là tránh những người có gia đình mới cả tránh ấy ra, không như này thì chết đấy. Càng cỏ quá. Bắn cách đây khoảng độ tầm 45 phút thôi. Thấy anh em xem livestream của mình báo về là nam nữ đi bệnh viện đều báo về là chết hết rồi. Khổ thân. Khổ thân quá anh em ạ. Nói chung là mà mạng người thực ra là nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà hai người là đều trẻ. Nói chung là có lợi lần gì thì cùng nhau mà làm mà trả lợi, chứ bây giờ giết người ta có lấy được tiền đâu, mà bản thân người gây án này đi tù chứ. Đây, càng lắm, ngay cạnh công an phường mới nguy hiểm không, mà bắn 5 phát liền. Nói chung là không thoát được đâu, bởi vì ở khu vực này camera nhiều lắm. Nói chung là bây giờ ấy, dọc cái đường này công an họ trích xuất camera là ra hết, mà ra biển số xe các thứ là tìm được người ngay, có gì đâu. Đây này, phong tỏa mấy trăm mét vuông. Ở đâu mà nhìn thấy được? Dạ. Tận góc kia cơ mà. Đấy, nói chung là người bây giờ người ta chỉ cần nắm bắt tình hình sự việc thôi, bây giờ ai cho vào. Cháu có biết đâu, con nhà ai cháu cũng biết đâu. Vụ này hai mạng chắc là dựa cột rồi. Quan trọng là người ta bây giờ muốn tìm ra nguyên nhân thôi. Nhật Long ơi, anh cũng không rõ nguyên nhân vì sao đâu, nhưng mà giết người như này thì chỉ có một là vì tình, hai là vì tiền thôi. Bé ấy ở ngay đoạn tỉnh ủy ấy, gần nhà anh ấy. Trọng án rồi. Lấy trích xuất camera các thứ ra thì ra ngay, có gì đâu. Nhà kia người ta lắp đầy cam, nhà kia là quán ăn mà. Quán ăn một dọc đây là quán ăn, người ta lấy camera, có đại diện của viện kiểm sát luôn thì khéo là mai là truy tố luôn ấy. Ra là ngay hung thủ mà, vụ này thì trong đêm nay là phát hiện được hung thủ và truy bắt luôn. Bắn hai mạng em ơi, một nam một nữ. Ở Thái Nguyên Quỳnh ạ. Hoàn này bắn nhau ở đây. Hai mạng ở đây. Đấy, xích. Rồi, đi bộ như mình có phải là yên tâm không? Cả hai thăng thiên rồi. Thấy mấy anh em ở Thái Nguyên xem livestream báo về là ở trong viện họ báo là hy sinh cả đôi rồi. Nữ bị dính 4 phát nhá. Nữ bị dính 4 phát, xem trên ảnh ấy là có máu ở trên đầu nhá. Ở Thái Nguyên em ạ. Ở Thái Nguyên bây giờ dịch đang không có dịch nhá, nên là không có vấn đề gì nhá. Nên là không phải đeo khẩu trang đâu. Nói chung là công tác phòng chống thì tùy mọi người, theo ý thức mọi người thôi, nhưng mà tình hình ở Thái Nguyên là không có dịch nên yên tâm. Hung thủ dùng súng gì bắn vậy anh? Ôi dồi ôi, bây giờ anh chắc là hoa cải thôi. Nhưng mà khả năng là nợ nần. Hung thủ chạy chưa hay vẫn ở hiện trường hả anh? Hung thủ bây giờ đang không có, bắn xong chạy rồi. Vụ này mai lên báo mà,
đảm bảo 100% là kèm theo nghi phạm luôn. Biển số xe anh vẫn chưa nhìn thấy đâu, nhưng mà thấy là một người sinh năm 1983 đấy. Anh em ấy có máu ấy thì mai là thử vận may xem như nào. Thì bắn bằng súng mà, bắn 5 phát mà. Ôi 2600 lượt xem à? 2600 người xem. Úi dồi ôi, mà mấy anh em ở đây bảo mình nhà báo chết rồi. Mình đang đi ăn, mình chạy về mà. Mấy anh em bảo là đi hát tay vịn nhưng mà mình không có sở thích đấy nên là mình đi về. Nguyễn Luân ơi, ấy đấy, bắn nhau đấy, mà bắn hai người thiệt mạng đấy. Túc Duyên đấy, căng quá. Hung thủ đang ở shop xem nốt 20 Ultra. Nói chung là mai chắc là lên báo thôi. Chú ơi bắt được hung thủ rồi chú. Đấy á? Thế vụ này từ mấy giờ hả chú? Lâu rồi à? Hơn tiếng rồi á? Thế chú ở gần đây à? Thế lúc ấy bắn nó lổ to của chú? Bảo vệ em Trương. Căng nhờ. Khả năng là mình phải đi tìm. Mình phải đi tìm cái nhà nào, người nhà dân nào gần đây. Mình hỏi nó mới chi tiết được. Mấy ông ở đây, người thì bảo thế lọ, người thì bảo thế kia. Chẳng biết tin ông nào à. Người thì bảo là vì tình, người thì bảo vì tiền. Tóm lại là vì hai lý do. Thế chị nhà gần đây à? Ờ. Ủa, thế anh, hai lý do á? Ờ. Một là tiền, hai là tình, nữa là thế nào nữa? Thế lúc mà bắn lổ to. To đùng. Chị bảo là bắn là lổ to đùng. Cái trận nổ to đùng sao? Bắn là trận nổ hay sao? Bắn là tên nổ là chắc thẳng luôn. Mình chưa biết anh em nào biết hoa cải bắn nó có lổ to không nhở? Ây à, 2008 người xem căng. Hoa cải, anh em nào biết hoa cải, chúng hoa cải là bắn thế nào không? Mình đếch biết nhưng mà anh em chia sẻ mạnh lên cho hung thủ ra đầu thú. Ờ đúng rồi đấy, anh em chia sẻ mạnh lên cho hung thủ ra đầu thú. Nhưng mà chia sẻ để nhớ không bảo mình là ai nhá, không nó lại đi tìm mình thì bỏ mẹ. Mẹ, thế tí phải về live stream xong rồi tí khóa mẹ Facebook lại không, mai tí nó đi tìm thì bỏ mẹ. Hoa quải lổ bé thôi. Ôi thế thì chắc là vớ vẩn súng xịn ấy, súng quân dụng ấy. Quay sát đi mẹ, sát đi gần vào nó thu mẹ điện thoại đi, hiện trường của người ta ai nó cho qua, nó cho mang máy vào. À tiện đây đang nhiều người xem. Em đang bán Note 20 Ultra chính hãng Samsung Việt Nam, bảo hành 2 năm nhá. Giá ưu đãi nhá. Giá tốt nhá. Ba viên đàm to. Đây là chắc là vụ này chắc là đến khoảng độ tầm lấy lời khai các thứ chắc khoảng độ tầm tiếng rưỡi 2 tiếng nữa là xong hoàn tất hồ sơ. Mình thấy đại diện viện kiểm sát đây luôn rồi. Ở trong kia đang làm việc rồi, đang bàn với nhau rồi. Thì đêm nay về trích xuất camera là tìm được nghi can ngay ấy.
Nói chung là mình làm thì mình làm như thế, còn các chú công an, các chú viện kiểm sát làm thì mình không biết như nào có nhanh được bằng mình hay không. Anh em biết vụ thằng Lãm AZ là anh em biết rồi đấy. Mình làm trong vòng có mấy 2-3 hôm mình truy ra này. Đấy, căng lắm. Đấy, bây giờ công an cứ đi ra đi vào này. Thấy không ghi hồ sơ nữa rồi. Đứng với nhau rồi là chắc là xong rồi. Hoàn thiện thủ tục rồi, bây giờ chỉ gọi xin ý kiến của lãnh đạo thôi. Vụ này Thái Nguyên nhá. Cậu Út ơi. K54 là cái chắc bắn lỗ to. Cửa khẩu chuyên bán lại loại này 7-8 củ. Ôi giời. Càng nghe ông này ông ấy à? Ông này ông hay chơi hàng lóng hay sao ông am hiểu thế? Ở Thái Nguyên Trang ạ. Nguyễn Tiến Dũng anh ấy quá, chú Lăng Xê anh tìm vợ phát. Chết hai người ạ. Thế báo là đi bệnh viện này, bệnh viện báo là chết hai người rồi. Chết cả hai rồi. Cái đứa con gái thì chắc chắn là chết ở đây. Chết rồi. Thằng con trai thì thấy viện thấy cái thằng nó xem livestream với nó bảo là viện báo về là cũng chết rồi. Bị bắn vào ngực. Đây là hai vợ chồng à? Nhà ở đâu à cô? Cô thế á? Nhưng mà nhà ở đâu gần đây không? Hai ba đứa con cơ. Nhưng mà lợ lần à? Vợ nợ à? Thông anh em ơi, thông tin mới cập nhật nhá. Đây là hai vợ chồng có ba đứa con, có người nhà ở gần đây rồi. Là vợ là lợ trốn mới đi về. Thế thì cuốn quá nhở. Có ba đứa con liền. Chán quá. Hổ thân. Giờ ba đứa con đấy, hai ra tay cũng hơi nặng quá. Đây là chỗ ấy là ở bên trong này em à. Đấy đối diện là cái chỗ mấy ông công an đứng kìa. Đối diện sang. Đấy, đối diện sang. Mà mình không được vào trong bởi vì là hiện trường họ bảo vệ. Ê, ba thấy bảo là người nhà đang đứng ở bên kia đâu bên kia kìa. Là hai vợ chồng ba đứa con. Anh quay gần lại chút, em thấy vợ em đi với thằng nào đấy anh. Mẹ tao đâu ở chỗ nào ấy anh quay cho. Nhưng mà mày về mày có bắn vợ mày không đấy? Mẹ mày thấy đi vợ mày đi cùng với thằng nào mày lại bắt chết thằng này chết đấy. Thái Nguyên em ạ. À. Thấy bảo là vợ lợ thế này chắc là lợ nhiều rồi thì chủ lợ nó mới chắc là lợ như nào thách thức ngay như nào đấy thì chủ lợ nó mới làm vụ căng thế. Nói chung là dã man quá anh em ạ. À, hạ sát cả hai vợ chồng liền. Dã man. Hai vợ chồng lọ thế bảo lọ. Đấy bảo là bắn vào ngực đưa vào bệnh viện này như chết lốt rồi sao ấy. Con gái chắc chết ngay đây rồi. Lúc mình đi đây có những xe con gái trên tay vào ngực. Chết luôn đây á. Nhưng mà nó bắn có to không? Con gái bắn một đầu. Mà đến đây là nó đang khơi những cái thùng xe tải của bọn công an đưa vào viện. Nhưng mà nó dạng ấy nhở nó liều nhở ngay gần công an phường của nó làm mấy. Bắn vào đầu, bắn vào thái dương sống đéo chết ngay. Thế này khéo có mà nó dí nó khéo nó còn chèn xe nó dí sát người nó bắn này. Chắn rồi ép sát. Mình tưởng là hai đứa này yêu nhau, nhưng nhìn nó trẻ. Ơ, đứa con gái nhìn trẻ trẻ nhưng mà sao bảo sinh năm 1983? Nhìn trẻ mà. Cái đứa đấy chín mấy thôi. Chồng thì có vẻ là 83 thật. Chắc nhìn nhà đây.
Anh không phải nói bình thường. Cái nhà ấy này chắc nó có cam. Nhà chỗ này có camera hết mà. Nhà cà phê Mộc này chắc nó có cam. Nhà nào chỗ này nhà nào Ngọc Cam. Đây có thêm một đội người nữa vào anh em ạ. Đây chắc là tìm mấy người nhà hay như nào đấy. Chắc liên quan người nhà của cái thằng bị nạn thì cũng cho vào. Chắc là gọi vào đấy rồi. Gọi vào chắc là gọi vào tìm nguyên nhân đấy anh em ạ. Theo phán đoán của mình là gọi vào để tìm hiểu thêm thông tin và lấy nguyên nhân đây. Đội này lại bắt đầu vào làm việc tiếp rồi. Đấy. Lại bắt đầu làm việc tiếp. Lúc ấy là chắc là đợi người nhà đến. Ủa, mà Việt ơi, bắn nhau em ạ. Anh Dũng ơi, gần tỉnh ủy anh. Nhiều bạn xem thế. Và lổ súng vì thấy bảo là lợ lần nhá anh em nhá. Mà thấy bảo là lổ súng là vì lợ lần đấy. Ở nhà hai vợ chồng, đây là hai vợ chồng, nạn nhân là hai vợ chồng nhá. Có gia đình có ba đứa con rồi. Thấy bảo là vợ là chắc là chết tại bị bắn là chết tại chỗ rồi. Còn chồng thì bị bắn sát ngực đưa vào viện, không biết có qua khỏi không. Nhưng mà thấy mấy ông xem live stream bảo là viện báo là cũng tèo rồi. Mình nhìn ở cái ảnh ấy là cái xe bị áp sát vào vỉa hè ấy, kéo là bị áp sát vào. Nói chung đây là một tay này là tay sát thủ khá chuyên nghiệp anh em ạ. Khá chuyên nghiệp và dứt khoát. Đỗ Văn Đức ơi, ở Thái Nguyên không có dịch nên là mọi người không phải đeo khẩu trang em ạ. Thành phố là đầu ra đầu vào của tỉnh là đo thân nhiệt hết rồi, nên là ngăn ngừa dịch từ xa rồi. Ôi giời, mấy ông ở chỗ có dịch cứ bảo là cứ sợ cô Zola. Thái Nguyên nó có bị ai đâu. Ừ, giọng anh đây em ơi. Ôi, nhà gần đây à anh ơi? Đây bà hai vợ chồng mà. Đây là. Thế bảo nhà là cách đây có mấy trăm mét thôi. Thì đi đường này nó cũng về được mà. Vòng ra sau khi nó về được mà, nó về được nhà mà. Mà nhà ba đứa con đúng không cô? 83 theo suy đoán của mình là chắc là mà chắc là không đúng đâu. Ba đứa con chắc hai đứa thôi. 1983 mà chồng thì lấy vợ được khoảng độ tầm 15 năm rồi. 15 năm thì chắc là cũng không đến mức độ mà sòn 5 năm một đứa đâu. Chắc là mới hai đứa thôi. Anh quay lại hai cái xác em Hồng ơi. Đưa hết đi rồi em ơi, đưa vào viện rồi. Đúng rồi, cái xe vẫn ở chỗ đấy. Mình cũng muốn quay cái xe lắm. Nhưng mà bây giờ đi ra nó thu mẹ điện thoại anh em ạ. Đấy, nghe à? Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, cái chỗ kia. Đây là cái chỗ biển đỏ đỏ kìa. Đấy, là cái chỗ.
5.000 người xem rồi. Đây cái chỗ đỏ đỏ kìa. Là cái chỗ đỏ đỏ kia là cái chỗ đấy, chỗ đứng đứng đấy là đang soi soi đấy là ấy đấy. Là mà có cái biển số xe. Đấy, đấy có biển số xe đang soi biển số xe kìa. Đấy, chỗ biển số xe xem không? Đấy. Đấy đi đi xa xa vào đấy kìa. Đi vào đấy nó xích cổ đấy. Có biển số xe nó phong tỏa hiện trường không cho vào đâu. Cái chỗ công an hình sự đang xoay đèn pin kìa. Đấy là xác người bị bắn chết tại tại đấy. Nguy hiểm quá. Không biết là sống hay chết nhưng mà lúc bị bắn đây là chưa chết. Lên lên đường đi em ơi, tuân thủ luật giao thông đi, đừng để các anh phải nhắc. Cái chỗ xe máy, chỗ biển số xe kìa. Con gái con trèo ấy. Cái con trai thì bảo là mất phòng tỉnh ủy đây, ngay đây ra. Cái gì? Con trai. Đâu? Trời. Có phải đâu? Không phải đâu. Con trai ở đâu anh? Con trai ở thấy bảo nhà dưới kia nhà mà. Xuyên à? Ừ, ngay dưới kia. Con gái con trèo. Hai vợ chồng. À đấy hai vợ chồng à? Trời mấy ông mày chẳng biết gì cả. Vừa thấy các bà đi hóng. Ôi trời ơi. Trên này. Anh phải nghe anh phải tin theo em là nhà báo. Anh phải tin theo em. Nó đúng rồi, nó. Con ra nhà bà nó bên tiệm đâu, bỏ mẹ xuống ngay nhà bà kia nó chạy. Đấy, anh ấy đang 7.000 người xem dõi rồi kia kìa. Đấy. Cô này chưa nghe được bọn nhiều lắm. Chưa bắt được em ơi. Con này à? Con dưới tình ủy. Xem mặt nhau đấy. Vâng, về đây cho. Nó xong rồi, có công an đây mà. À, thế là hai vợ chồng. Hai vợ chồng nhưng không biết là. Vâng, về về về. Đang hóng nốt. Về bây giờ. Vâng vâng. Có cái gì? Ê, thông tin. Thôi được rồi nhá, thì anh em mẹ nhá. Đây, nó sao bị bắn chết đây? Nợ. Nợ à? Thế bạn nợ vợ nợ nhiều lắm. Vợ nợ nhiều rồi anh. Vợ nợ nhiều lắm. Ở gần tỉnh ủy ấy. Người nước ngoài, ông nào bảo người nước ngoài đấy. Nước ngoài đâu. Thế bảo đấy là đây, hiện tại đang nghe hóng trên cộng đồng mạng này. Chưa nắm rõ được cái chương trình. Nói chung là vụ này trọng án căng lắm anh em ạ. Chỉ biết là bị bắn chết thôi. Các bạn xem nhé. Bắn á, Uyên ơi, bắn chết hai người em ạ. Chết hai. Bắn là chết hai, bắn là bắn hai người, có nghĩa là dùng từ đấy là dùng từ là ám sát, là bắn hai người. Thế còn việc thương vong ấy thì mình chưa biết, nhưng mà thấy bảo là một người phụ nữ là bị chết rồi. Còn một thằng nó xem của cháu ở đó bảo là bệnh viện báo về là thằng đàn ông cũng chết lốt rồi. Đàn ông chết lốt rồi. Đó. Cả hai chết rồi bác, đúng không? Bác đi vào đấy à? Bác đi vào đấy à? Xuân Bùi ơi, à. Thế vừa đây có người báo bệnh viện báo về người nhà là đàn ông chết đốt. Đàn ông à? Đàn ông được bắn vào tim à? Anh em ơi, mà các bác ở gần đây bảo là bị bắn vào tim nhá. Đàn ông bị dính một viên nhưng mà dính vào tim là cũng đi rồi. Đâu? Đây này. Đây nha anh em xem này. Cấp cứu mổ này, cấp cứu nhưng mà không cấp cứu được. Đâu? Đây này hai người nhá. Cô này, cô nhà cô gần đây cô chụp lại này. Đấy. Xinh gái, xinh gái, chân dài, tóm lại là xinh mặt thì chưa thấy xinh xấu nhưng mà được cái lắm túi trắng. Thôi người ta, thôi người ta ấy rồi thì mình đừng bình phẩm những cái đấy. Thực ra là nhìn xinh gái trắng trẻo, cao ráo. Ở Thái Nguyên, Nguyễn Dương ơi, bình luận như nhà báo và chuyên gia. Anh ấy mà anh hồi bé hay đọc Conan em ạ. Sợ quá em ạ, tháng cô hồn. Vụ này hung thủ hết, xử án treo thôi. Không em ơi, ám sát hai người này thì chắc chắn là tử hình rồi. Về động cơ giết người thì là sử dụng vũ khí quân dụng thì chắc chắn là dính hai án này, ba án này, một là giết người này, hai là nếu mà về cho vay ấy
thì là lại cho vay nặng lãi này, ba là sử dụng vũ khí quân dụng. Ba cái tội danh đấy thì chắc chắn là tử hình rồi, mà lại động cơ này là giết người man dợ chứ không phải là cố tình hay cố ý hay như nào cả. Như này là theo tòa tuyên án ấy thì là không thể cải tạo được, không thể lên tồn tại ở xã hội. Làng bếp. Càng quá anh em ạ. Một đôi nam càng quá, Thái Nguyên càng quá. Nữ chết rồi, nam gần chết. Chết rồi, chết luôn rồi. Thế mà nam là cũng bị bắn vào tim rồi. Đông anh em quá, anh em hỏi gì không nhở? Sao biết là bắn 5 viên, anh chưa biết là... Bắn 5 viên mà. 5 viên luôn anh. Người đây người ta đếm bao 5 phát ấy. Thế bảo lỗ to lắm. Theo mình phán đoán nha anh em nhá, lỗ to ấy. Lỗ to là chắc chắn là không dùng súng hoa cải rồi. Vớ vẩn là dùng vũ khí quân dụng mua ở trên Lạng Sơn 7-8 triệu một khẩu. Đấy, theo mình phán đoán là như thế, chắp ghép lại. Hung thủ thì chắc sẽ bị bắt ở trong đêm nay hoặc rạng sáng mai thôi. Bởi vì là ở quanh đây là toàn bộ là đều có camera ghi hình hết. Thực ra là họ truy xuất camera đây này, một số những cái nhà đây này. Quanh đây, quanh khu này toàn nhà giàu anh em ạ. Đây này, phố này gọi là phố quan của Thái Nguyên. Đấy. Ở đây là công an phường Túc Duyên. Đây, công an phường Túc Duyên này. Đây là phố quan của thành phố Thái Nguyên. Nên là ngay cách tỉnh ủy Thái Nguyên có mấy trăm mét thôi, khoảng độ tầm 300 mét được chim bay. Anh tưởng bắn 3 phát thôi hay bắn 5 phát cơ? Bắn 5 viên thì trúng cả 5, nữ trúng 4 và nam trúng 1. Họ bảo có phải vợ chồng không, cả lời. Phải vợ chồng. Phải vợ chồng. Nhà ngay dưới đây này. Anh ơi, quay gần chỗ anh áo trắng giúp em với, hình như người yêu em hay sao đấy. Thế mà nó bảo nó dẫn chó đi dạo. Áo trắng đâu? Mẹ, một đống ông áo trắng kia thì anh biết quay ông nào hả em? Quay em áo trắng ở trong này. Phố này anh tâm ơi, anh không bị ngọng đâu. Phố này bị ngọng thì làm sao mà làm được nhà báo. Chắc dùng K54 đấy mà, chắc phải dùng súng quân dụng nên thì nó mới nổ to. Ôi, đây có nhà báo này, nhà báo ạ. Ôi sao vậy? Nhà báo vừa đi đá bóng về kìa. Mặc ấy kìa. Rút tẻ ra này thôi, chết rồi mấy ông này. Đấy. 200. Có xem có cái gì, có muốn xe máy không thì có cái gì đâu mà xem. Ở chỗ nhà cái đứa trên này, nhà chỗ nào em? Thế bảo nhà trên này, ngay trên này. Bên trên này gần trường học, cháu chả biết cái trường học nào trên này. Trên này có trường học không? Có, trên này có. Đấy bảo gần đấy. Trường Trung Viên. Hai vợ chồng và ba đứa con. Càng quá thương ba đứa con anh em ạ. Nhưng mà chồng có chết không? Lúc bị bắn chưa hẹo luôn mà gọi được điện thoại anh ạ. Có trọng ấy phải không hả em? Làm gì? Mẹ. Mày nói nào ấy, bắn vào đầu thì gọi đéo điện thoại bịp tao à? Không giật được điện thoại đâu. Ở đây nhiều công an lắm, các chú công an đảm bảo an toàn cho anh em ạ. Đi ra đâu rồi nhìn nhở? Đây là chưa có một ai là đấy, chưa có không kia cả. Đấy là hiện trường, mấy ông vẫn đang xem hiện trường kìa. Bây giờ hiện trường còn mỗi cái xe máy thôi, còn người thì tử vong rồi. Ở đâu ấy? Đi xe đạp đi, đi xe đạp đi. Hà Chí ơi, nhà ở đâu ấy? Đi đây. Có biết tên là gì không? Thế á? Chị đi. Cho con xe vào, đi vào trong cái đi. Đúng rồi, chị đi để bọn em lấy chỗ em đứng. Vỉa hè không được đỗ xe, anh ạ. Đứng hẳn lên phía trên đi. Tuân thủ luật giao thông đấy em ơi.
cỏ đấy. Anh em hỏi gì không nhờ? Quay cam trước đi. Mẹ quay cam trước, quay mặt anh thì quay làm gì? Ra review nhà hai vợ chồng đi anh. Em ơi, hai vợ chồng này thấy bảo là nam là sinh năm 1983, vợ thì anh đoán là nhìn ảnh thì sinh năm khoảng độ tầm 90-92. Hình như là 19, mà anh thì không tinh thông tử vi tướng số, nhưng mà không biết hai cái tuổi nó có hợp với nhau không. Nhưng mà bị cái hạn này là hạn bị hơi bị nặng ấy. Mà hạn này là hơi bị nặng ấy. Là chị thấy bảo là nhà là có ba đứa con thì thông tin, thực ra là thông tin thì cũng nhiều thông tin trái chiều của ba đứa con thì 1983 đến bây giờ là khả năng nếu mà 24-25 tuổi lấy vợ theo chuẩn mực của người Việt Nam ấy thì 1983 thì năm nay sẽ là lấy vợ được khoảng độ tầm 16 năm thì tính toán rất chi là chu toàn, đều 5 năm rưỡi đẻ một đứa thì hơi căng, thì anh nghĩ anh đoán là chắc là chỉ có hai đứa con thôi. Đấy, thấy bảo là vợ là nợ nần, ông mấy ông mẹ bắt lỗi tôi lờ thấp với lờ cao. Linh Trang ấy như là bảo nợ em ạ. Mấy anh em ơi, bảo chắc là nợ nần. Nhanh trí đấy, điện thoại ra quảng cáo đi anh ơi. À, ở đây đang có đông người xem nhá, 88.600 người xem nhá. Mình đang bán nốt 20 Ultra nhá, giá rẻ nhất Việt Nam nhá. Bảo hành chính hãng Samsung Việt Nam nhá. Giá có 21 triệu mấy trăm thôi, rẻ hơn hàng Thế Giới Di Động khoảng độ tầm gần 10 triệu. Bảo hành chính hãng 2 năm. Đấy, anh em là có nhu cầu cứ inbox trực tiếp mình nhá. Đấy là mấy ông chui tôi bán điện thoại tranh thủ nhá. Tôi thật tâm tôi làm ấy. Alo. Con về bây giờ, khổ quá. Ui giời, bây giờ nó bắn nhau xong hết rồi, có ai ở đâu? Con về bây giờ, con đang đi quay video tí mà. Bọn nó bắn nhau, bọn nó hung thủ đi hết rồi, đang đứng cạnh một chú công an đây, mẹ cứ yên tâm, con không bị làm sao đâu nhá. Nó bắn nhau xong rồi, xuống đây tìm hiểu nguyên nhân các thứ thôi. Con xuống tìm hiểu nguyên nhân. Đây con đeo chụp ảnh chú công an, đứng cách chú công an 2 mét đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ, yên tâm. Làm gì được 2 mét, 1 mét thôi. Vâng, thôi được rồi nha mẹ nhá. Vâng. Anh em ơi, bà già sợ, thấy bảo là đi xem bắn nhau, bà già cứ sợ. Bà già bảo là thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì phải tìm đi chứ. Sao lại cứ xuống xem nó bắn cho thì chết. Gọi mấy cuộc rồi. Khổ quá đây, đứng cạnh ngay anh công an cách có 2 mét thì thằng nào đánh được. Nếu mà làm không đúng thuần phong mỹ tục thì anh ấy xích cổ lại chứ, chưa ai đánh được mình. Bây giờ lớn rồi anh em ạ, đánh nhau làm gì cho nó thiệt, đúng không? Có việc gì chẳng phải mách bố, chẳng phải mách mẹ, cứ về mách công an. Càng qua thế, mọi người như chắc có thông tin gì mới sao ấy, thấy tụ tập ở đông lắm anh em ạ. Anh có 8.500 lượt xem thôi. Đây có 8.000 ít rồi mà. 8.000 đến 10.000 đấy nhỉ. Ơi Lượng ơi. Vâng đây. 8.000 vừa đấy là 3.000 giờ thì 8.000 rồi. Ờ, đang đội ấy đang soi gì. Ngồi dựng xe rồi. Thôi anh để mình mon men đi gần vào nhá.
nếu mà mai mà chẳng may mà nó đội công an nó thu mất điện thoại của mình thì mỗi người 8.000 người, mỗi người góp cho mình 50.000 để mình mua cái con khác nhá anh em nhá. Đấy, mình vào gần đây xem cho anh em xem này, hình như đang khám thêm cái gì ấy, thấy này, soi đây để em hỏi đây đấy, bộ bản khám nghiệm hiện trường. Hiện trường còn mỗi cái xe máy mà chú ơi, hỏi được biển á, biển xe đó, biển đồ xe là mỗi dình mỗi biển thôi. Năm sinh không anh biết, năm sinh của cô ấy bắn thuê tuân thủ đi. Mấy anh ở ngoài xe đường đứng thì lên đi, xe máy thì người ta đang đi, người ta đang đi thì người ta không để ý, cứ đâm vào cho đấy chú ơi. Chú ơi. Đây, giải tán đi nhá. Người không liên quan đi ra. Giải tán đi. Ui giời. Yêu cầu chấp hành nhanh lên. Xe của ai đây? Xe này vô chủ. Làm biên bản vô chủ. Bị đuổi rồi anh em ơi, kéo cho xem nữa rồi. Giải tán hết. Sam đối diện đứng đường không anh ơi? Họ bắt giải tán thôi, mình phải tuân thủ thôi, mình đi sang bên lại vậy. Thằng quá. Ui, ở đây cũng bắt giải tán này. Bắt giải tán rồi anh em ơi. Vụ ở Thái Nguyên em ơi. Thái Nguyên bắn 5 phát đạn hai người bị tử vong. Ở đây đứng đây. Đây mình đứng ngay gần xe công an luôn nhá. Đấy. Và cố gắng hỏi cái biển số xe nhưng mà hơi căng anh em ạ. Zoom à, zoom lên à, zoom được à? Ở à, đây rồi. Ủa, có tụ tập đâu anh? Đây có tụ tập đâu? Tôi yêu cầu anh giải tán cho làm việc ở trong đấy. Có nghĩa là không được đứng đây nữa chứ không phải. Đúng rồi, mọi người giải tán đi ạ. Những cái nhưng mà nặng lắm. Thế lại thì đứng ra đây. Nó đuổi anh em ạ. Zoom à? Zoom. Bình thường nó nhắc nhở 3 lần nó mới xích cổ anh em ạ, mình mới bị nhắc một lần thôi. Mình đấy, đại diện của viện kiểm sát. Đấy. Mình phê bình ông này đang giờ làm việc mà hút thuốc. Đấy, trọng án này hút thuốc này không được. Nhưng mà thôi, không sao. Chắc là hết giờ làm việc rồi, đi về rồi. Nguyên nhân là nợ tiền em ạ. Ờ, nợ tiền. Con gái nợ. Thế bạn nợ nhiều lắm. Chứ không phải đánh ngay này. Ở trong nhà hàng kia ấy. Đâu, trong nhà hàng đâu. Ui giời ơi, mang tiếng nhà hàng người ta ra. Ngoài đường chỗ nào anh? Bị bắn ở đường. Ở đường luôn. Ừ. Cái đây, xe máy cái đây. Con trai có chết không? Con trai này như nào? Con trai là chồng. Thế bảo là chồng. Xe máy vàng kìa. Đâu, xe máy vàng đâu, mày nhìn đâu thấy cái vàng. Đâu, cái đổ tít trong cái gà đang đứng ở cái gà đấy, đang soi đèn pin kìa. Chỗ qua chỗ rửa xe kia một tí. Mày chạy vào mà nhìn anh cái biển số xe. Ủa anh ơi. Nó cho nhìn vào, cho vào mà. Mày chạy vào phát xong chạy ra, sợ gì. Thế mày chủ đề thì anh tìm nào đấy? Hơn tiếng rồi. Hơn tiếng rồi ạ. Thôi anh ơi, đứng dẹp về phía sau là được rồi. Thì thực ra là có gì đâu anh, mọi người đứng dạt hết vào đây rồi. Đây bà con lối xóm họ quan tâm thì họ thương xót thì họ đứng đây họ ấy thôi chứ họ làm gì xấu đâu anh. Đây
bọn em ủng hộ bọn anh làm mà, toàn bà con lối xóm chứ có gì đâu. Chị đấy người đây à? Ừ, thế bảo người đây ngay dưới kia kìa. Đấy, thấy chưa? Ra đấy có phải không việc không? Hai vợ chồng em ạ, ở Thái Nguyên nhá. Hai vợ chồng cùng bị bán anh. Hai vợ chồng cùng bị bán. Chết rồi. Hai vợ chồng. Hai vợ chồng à? Thế bảo là nữ chết luôn tại đấy rồi. Nữ dính 4 phát đạn mà. Kìa, đang đứng đây đang sỏi. Nữ bỏ chết rồi à? Nữ chết rồi. Bây giờ đang bán hết rồi đây có mình chứ không. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đang cố xin biển số xe đây nhưng mà chả có ông nào chạy vào lấy biển số cả. Hôm mai anh em cứ quất con 83 anh em nhá. Anh ơi xin biển số còn về bờ. Thủ phạm mày chắc là tối nay đêm nay bắt được thôi. Ở đây đầy nhiều camera lắm làm sao thoát được. Trốn làm sao mà trốn được. Nhà này mấy camera. Ờ nhà này nhiều cam mà. Kia mà 2 camera. Đây mấy camera này. Con bắn là nó chạy được rồi à? Báo chưa chắc được con nó chạy đâu được. Khả năng là mình về mình phải lấy thẻ nhà báo để mình vào mình lấy biển số xe cho anh em mới được. Mình hôm nay mình đi ăn về mình vứt bố cái thẻ nhà báo ở nhà. Đang cố xin biển số xe đây nhưng mà chưa nhìn thấy, cứ đến gần bị đuổi ra rồi anh em ạ. Ở Thái Nguyên em ơi, mai lên báo đấy. Thủ phạm chắc là đêm nay rạng sáng mai là bắt được rồi. Bởi vì là toàn người ở đây hết, làm sao mà thoát được. Mình tối nay mình về mình ngủ một mình là mình hơi ghê đấy. Hả? Trên ảnh có ảnh mà. Có ảnh đứa gái làm nên vũng máu rồi em. Nhờ cho con gái chết rồi anh. Mình khả năng là tối nay mình trốn thôi chứ nhớ mẹ hung thủ xem bằng live stream này nó thấy mình nó chém gió kinh quá. Mẹ chắc là hung thủ đã đi tìm anh. Thôi mình anh em ơi mình cũng cảm thấy ghê anh em ạ. Chứ bây giờ đằng nào và tội này ấy, nói thực ra là hai mạng người ấy. Mày còn sử dụng vũ khí quân dụng đằng nào cũng dựa cột rồi mà nó lại xem được cái live stream này của mình thì thôi nó mà tối nay mà chắc hung thủ đã tìm anh rồi đấy. Nó đi tìm mình là chết đấy, mình sợ đấy. 8K. Mình sợ đấy. Ủa anh ở kênh Thái Nguyên nào nhỉ? Em vừa xem rồi. Đâu anh ấy mà. Lai thường á? Anh lai thường trên trang cá nhân của anh mà. Lai thường mà. Người ta chia sẻ. Mai đánh con gì? Mai anh em đánh con 83 nhá. Mai anh em đánh con 83 về bờ. Ôi chồng thế bảo sinh năm 83. Anh đề hôm nay về 82 rồi anh, mai không 83 được không? Thế yeah. Mai anh lô. Mai về 38. Hai mạng anh Trịnh ạ. Thái Nguyên bây giờ ấy, Thái Nguyên bây giờ khả năng là ngang với Hải Phòng rồi đấy. Hải Phòng là không lòng vòng, Thái Nguyên đã thái là vẫn còn nguyên đấy. Nói thẳng luôn là ở Thái Nguyên thì có tên gọi khác là xứ Giao Cùn anh em ạ. Xứ Giao Cùn là đã thái là vẫn còn nguyên. Tranh thủ. Zoom lên á, đây là ai, zoom lên này. Đấy, cái chỗ đèn đấy, là cái chỗ mà đấy, mình nhìn cái xe rồi. Có nghĩa là đôi này là khả năng ở trên đường về nhà bị ép xe và bắn cận người luôn anh em ạ. Anh phải zoom sáng lên, zoom tối quá ai nhìn thấy được. Zoom sáng như nào? Anh cho chế độ sáng lên tí, làm tối quá sao ấy. Ủa, máy anh nó chắc nó chỉ được cái này thôi. Bởi vì là live stream này nó có chỉnh được sáng tối đâu, nó phải quay video đâu. Đấy. Thái Nguyên là không lưu thuyền. Chào anh Dũng Sky nhá. Nam tiến lữ lùi 82, thế hôm nay đè về 82 rồi. Ôi, Nam nhưng mà đè về 82 rồi, hôm nay đè về 82 rồi em ạ. Mai đánh lô. Mai. 28 rồi. Mai. 28. Mai anh em tới tay nhá.
Thôi mà mình không nói chuyện đến số học đâu, như cái môn thể thao ra bê hồ xí nhà người ta về làm nhà mình ấy, tốt nhất anh em đừng chơi. Còn ông nào chưa về bờ thì mình cứ phán bừa đấy, anh em nào như mai đỏ thì là xa bờ luôn đấy. Mai đỏ thì mừng. Bây giờ anh em chuyển hết sang lô với đè này, chẳng thương xót thì thôi. Phạm Quang ơi, ở Thái Nguyên nhá, gần tỉnh ủy em ơi. Toàn mấy ông hóa ra, toàn mấy ông bán điện thoại sao dùng máy cùi thế. Bị bắn đấy anh ơi. Thấy bảo là lợ lần em ạ. Đéo ơi, nói thật là mình live stream này mình cũng sợ lắm. Thằng hung thủ, à chết, anh hung thủ ấy. Anh ấy, ông nào ông chia sẻ, anh ấy là thấy live stream mày nói lên tha lên tiên, tối anh ấy tìm thì chết đấy. Đằng nào anh cũng dựa cột rồi, hai mạng thì dựa cột là cái chắc rồi. Thôi mình sợ quá, ai là mình tắt live stream đấy anh em ạ. Càng quá. Đây là bây giờ nháy nháy điên cuồng à. Đấy, để ra đây để quay xem hiện trường này. Thả Lăng là tí phải ra bảo anh hình sự nào, anh áp tải nhiều ông xem nãy chết. Chú ơi, biển số xe bao nhiêu chú nhỉ? Biển số xe của xe máy kìa. Thế chú ở đấy chú nhìn cháu không? Đấy, mẹ biển số xe này, mẹ mấy ông soi nhưng mà đéo nhìn thấy gì. 6.000 rồi. Con này nó chết thấp thẳng rồi. 8.000 rồi. Còn xe. Mà mẹ em nhìn được biển biển số xe cho anh em con lô không? Bị sao, bị bình thường không sao đâu. Lái công an đẹp trai quá. Chả hiểu, chỗ kia hai xe hay một xe đấy? Sao một xe à? Anh lên thùng ngồi cho đỡ mỏi chân, đâu có mỏi chân đâu em. Hôm mai mà mình nhớ có bị làm sao thì anh em mình nhớ ấy nhá, nhớ tiếc thương cho mình nhá. Nguy hiểm quá, mai tí đi trốn mẹ đéo về nhà nữa. Đợi hung thủ nó bị bắt rồi về. Bán điện thoại, xài điện thoại Zoom. Ủa quá, bây giờ iPhone nó chỉ tính năng đấy thôi. À, bị bên kia là bị đuổi hết rồi, không cho đứng nữa luôn ấy. Mình đứng ở được ở bên kia giờ đuổi hết rồi. Đỗ thêm một cái xe nữa ở đấy rồi. Không cho mọi người đứng rồi. Toàn bộ bên này là đuổi hết người ra rồi. Bây giờ mà muốn xem cận cảnh thì phải vào tít bên trong kia, đứng ở bên trong kia thì đi vòng xa lắm. Mình phải công nhận là người Việt Nam của người Việt Nam mình ấy. Thấy những cái gì nhân văn ấy, mình cái này là mình nói thật nhá, những cái gì mà nhân văn ấy thì chẳng thấy xem gì cả, cứ thấy bắn nhau mấy cả cưa bom thì đông người xem vãi ra, 9.000 người xem này, chán mấy ông thật, độ hóng hơi bị cao ấy, chết ngựa chết em ạ. Thảo ạ, ở Thái Nguyên nha em nhá. Mai anh comment nó nhá.
xem biển số xe bao nhiêu anh comment cho. Bắn người em ạ, bắn 5 phát đạn. Xin số năm sinh anh cầm máy quay mai làm con đề vãi cả đái. Mẹ thằng ngày thâm thế. Biển Ngô Quyết Thắng ấy, biển số xe của anh là thôi anh cứ cho trước nhá. Không rồi nhớ mai có mệnh hệ gì không ông nào livestream không biết, không làm nào biết đâu. Biển số xe của anh là 3888 nhá. Anh cũng sinh năm 1988 luôn. Càng quá mẹ mấy ông này. Nữ chết rồi Ngọc ạ. Lai chi bằng Pro Max anh Hoàng ơi. Ở Thái Nguyên mai, ở Thái Nguyên vụ ngày mai là lên báo ấy. Hai mạng Sơn ạ. Mình thì mình chẳng hóng đâu, mình thì chỉ qua là mình quay cho anh em xem thôi. Thằng Lượng kia sao lo lại không tin. Nói chung là phải hy sinh vì đại nghĩa diệt thân chứ còn không quay thì làm gì có ai xem. Thôi thì một người nguy hiểm cho mọi người cùng hưởng còn gì nữa. mấy ông like này còn bảo hung thủ nữa. Anh em ơi, đông người xem quá, tiện thể mình tranh thủ quảng cáo nhá. Mình đang bán Samsung Note 20 Ultra giá tốt nhất Việt Nam nhá, bảo hành 2 năm nhá, chính hãng. Giá có hơn 21 triệu một tí thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì kết bạn inbox nhá. Gửi hàng thì anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Phong Lưu Nam ấy là từ đầu câu chuyện là một nam một nữ bị dùng vũ khí quân dụng bắn em ạ. Thế mà nữ bị dính 4 phát đạn. Nam thì bị dính 1 phát. Nữ dính 4 phát, nam 1 phát. Đây là hai vợ chồng có 3 đứa con rồi. Ui rồi vào trong, anh muốn vào trong đấy lắm nhưng vào đấy nó xích mẹ cổ lại em ạ. Vào đấy nó xích cổ lại đấy, có được ấy đâu. Có xem được biển đâu, đây là anh zoom hết cỡ rồi này. Đây này, cái xe nó ở chỗ kế đấy. Đấy, nên là zoom được thì vào đến nơi nhưng mà không nhìn được biển số xe. Đấy, mắt nhìn thấy zoom. Đây này, cái xe đen này. Đấy, xe đen đang đổ kìa. Đấy. Nên là có nhìn thấy đâu. Khổ quá. Đây này, Tường Vi cái biết kìa. Hai vợ chồng chết vì nợ nần. Chị vợ nợ nhiều bị bắn 4 phát. Chồng 1 bị bắn ở Thái Nguyên. Ai muốn đánh lô thì cứ đè 13 mà đánh. Khổ quá, quay được người chết thì đã quay người chết kinh lắm. Đây nhá anh em nhá. Đây anh em nhìn này, đấy. Một nam một nữ này. Nhìn thấy chưa? Đấy, đây là ảnh từ lúc công an chưa đến này. Đấy, một nam một nữ này. Đấy, quay đây nhìn mặt cái. Đấy, đây này. Đấy, anh Nam bị cận này, đây chị. Đấy vào ngực luôn chị, đấy.
Đây anh Nam, ở đây anh Nam bị bắn giữa ngực này, anh em nhìn thấy ở áo đỏ đỏ chưa? Còn chị vợ là bị bắn vào đầu à. Nằm trong vũng máu à. Đấy, chị vợ bị bắn vào đầu. Anh Nam bắn một phát vào ngực thì bệnh viện báo về là cũng tử vong rồi. Còn vợ thì tử vong tại chỗ, còn Nam thì đưa vào viện thì bị tử vong rồi. Ảnh đấy là vợ tử vong tại chỗ, còn chồng thì đưa vào viện. Chồng thì vẫn lúc tại thời điểm lúc bị ở đây là bị đánh à, vẫn tỉnh táo, vẫn tỉnh táo, nhưng mà đưa vào viện thì viện báo là bị bắn vào tim sau cũng chết. Nói chung là nguy hiểm quá. Anh những người có cho em xem nào. Đây. Em không mang điện thoại. Ôi, hơn 9.000 người xem mẹ, khiếp, đông thế. Anh quay phim nói chuyện hay quá. Mình tếu táo thôi. Đâu còn cái gì? Đây nhá, đây là đây góc ảnh khác cho anh em xem nhá. Chị quay mang cho em xem. Đây này. Đấy, bị đây này, bị sát ngay vỉa hè này anh em này. Sát vỉa hè này là. Đây lúc tại đây là anh chồng vẫn chân vẫn còn chống được này anh em này. Khi đưa vào viện là vẫn tỉnh táo rồi. Đấy. Còn chị vợ thì nằm im rồi. Đấy, xe thì bị ép gần đường rồi, đây này. Đấy. Nói chung là đèn xe là vẫn còn này, đi xe ga, đèn xe vẫn còn này. Xe SH à? Đâu à, Blade đấy. Biển số xe, ôi rồi, đây rồi. Biển số xe này đây. Không nhìn được biển số xe đâu. Biển xe lại bị lói lóe sáng nên là không ấy được. Đây anh, đây nhá, anh chồng lúc này là vẫn chống được chân này. Đấy, sau vài giây này lại duỗi được chân này. Đấy, còn chị vợ thì nằm bất tỉnh rồi, bị bắn vào đầu rồi, là bất tỉnh rồi. Anh chồng đưa 10.000 được xem. Anh chồng đưa vào viện thì thấy báo về là Nam là bị Nam là tử vong sau đấy rồi. Đấy, bị bắn vào tim, thấy báo là bị bắn vào tim. Nhà có 3 đứa con. Nhà có 3 đứa con à? Nhà 3 đứa con. Chơi đồ cái gì, mẹ đồ đâu mà đồ, khổ mấy ông bảo người ta chơi đồ. Người ta không chơi đồ, chỉ lợ lần thôi, hai vợ chồng. Vụ ở Thái Nguyên em nhá, mai chắc là lên báo đầy trên mặt báo ấy, vụ này là hơi bị căng ấy. Thanh toán đòi lợ lẫn nhau. Mà sử dụng vũ khí quân dụng. Chưa đến tuổi nói. Vợ thế bảo vợ bị dính 4 phát em ạ. Đâu, vợ 2 phát chứ. Đó, 4 phát, chồng 1 phát đây đấy. Cái ảnh kia chồng 1 phát vào ngực đây. Họ cứ bảo là 2 phát. 2 phát đâu, họ đội đến sau không biết đâu. 2 phát đầu chết đơn luôn. Chủ thớt lên phường giờ chồng... Làm mình có làm gì sai đâu mà lên phường. Chồng bị gãy ngực. Truyền bá văn phòng hóa phẩm đồ trị hay là mà xuyên tạc bịa đặt gì mê lên phường thôi chứ. 10.000 người xem rồi nhá. Anh em mà tranh thủ 10.000 người xem mình quảng cáo. Mình là Cường Tử Tế chuyên bán điện thoại tử tế nhá. Bà đang bán Samsung Note 20 Ultra, giá hàng chính hãng, giá tốt nhất Việt Nam nhá. Có hơn 21 triệu một tí thôi, bảo hành chính hãng 2 năm nhá. Vừa live stream vừa quảng cáo điện thoại luôn. Hàng nguyên siêu nhá. Ở Thái Nguyên nha anh em nhá. Ô, lên báo rồi à? Máy tính hiền lương. Có trên báo rồi à? Đang định về viết bài. Còn ai sống không? Thái Nguyên mạnh lắm anh em ạ. Căn cò lắm. Tiếp 10 đêm rồi nhiều người xem thế. Thủ phạm á, thủ phạm mà chắc là mai bắt được ấy. Ở chỗ này khu quanh đây là nhiều camera lắm. Ngay tỉnh nghỉ đây.
đây 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 Zoom mà đây đây đang đứng đông nghịt đây đấy. Đây là hình như họ đang dựng lại hiện trường hay nào ấy. Đấy, họ đang dựng lại hiện trường thì phải. Đấy, đang đứng đông đông kìa. Đang dựng hiện trường ấy. Bởi vì lúc ấy họ đuổi hết ra mà. Nhưng mà làm gì đến đây ngay gần công an phường mà. Chắc như nào chứ. Ờ nó ngay gần công an phường sao làm lên báo rồi. Lên báo rồi anh. Lên báo rồi. Có anh em ơi lên báo rồi đấy. Thôi anh em ơi, anh em 10.000 anh em ơi, lên báo rồi anh em qua đọc báo đi nhá. Mình đi về đây, mình đi trốn đây không ơi. Ông nào hôm nay chim chia sẻ lại vào đúng là hung thủ nó đi tìm mình chết đấy. Nhá. Ôi chào anh em nhá, mình cũng sợ lắm rồi nhá.